Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trước hết là những nội dung chính có trong chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 29 tháng 3. Suốt mấy chục năm qua, câu chuyện về thời gian Bác Hồ sống, làm việc và gần gũi với bà con nhân dân xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn đã được kể lại qua nhiều thế hệ. Người dân nơi đây luôn ghi nhớ, trân trọng những kỷ niệm về người. Sẵn sàng cho lễ hội khinh khí cầu quốc tế tại Tuyên Quang lần thứ nhất năm 2022. Trong phần tin quốc tế, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn nhân đạo tại Ukraine. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã dự và chủ trì hội nghị trực tuyến do Ban Công tác Kiểm tra Giám sát quý 1 triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Trong quý 1, các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Chủ động rà soát chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa năm 2022 theo tinh thần nghị quyết số 56 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021-2025, tổng kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2021, sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra với các tổ chức Đảng, cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Quý 1, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 32 đảng viên, tiếp nhận xử lý đơn thư đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Tuy nhiên, do tác động của đại dịch COVID-19 nên công tác kiểm tra giám sát tại một số tổ chức đảng thực hiện còn chậm. Việc xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết số 56 có nơi chưa đảm bảo yêu cầu. Việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên còn hạn chế. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong quý 2 và của cả năm 2022. Kết luận hội nghị, đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Trang nhấn mạnh, trong thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra các cấp tăng cường thực hiện quy chế phối hợp để thực hiện có hiệu quả các cuộc kiểm tra giám sát theo kế hoạch đã đề ra. Toàn ngành kiểm tra Đảng chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp. Cùng với đó, chủ động giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định. Sáng nay, Đảng ủy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các kết luận quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về xây dựng chỉnh đốn đảng cho cán bộ đảng viên và quần chúng trong các cơ quan bộ chỉ huy. Tại hội nghị, các đồng chí trong Đảng ủy Quân sự tỉnh đã trực tiếp giới thiệu những nội dung cơ bản trong kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Quy định số 37 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về những điều đảng viên không được làm. Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Kết luận số 147 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, kế hoạch số 33 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang về thực hiện kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Thưa quý vị và các bạn, suốt mấy chục năm qua, câu chuyện về thời gian Bác Hồ sống, làm việc và gần gũi với bà con thôn Tấu Lìn và Bản Trương, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn đã được kể lại qua nhiều thế hệ. Người dân nơi đây luôn ghi nhớ, trân trọng những kỷ niệm về người. Di tích Bản Trương, cách trụ sở xã Hùng Lợi gần 7 km. Tại nhà ông Hà Văn Tung, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc, ngôi nhà đã được sửa chữa nhiều lần. Trong kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đồng chí Trung ương về Bản Trương để chỉ đạo kháng chiến. Mặc dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng đã phản ánh được tầm quan trọng, vị trí chiến lược của Bản Trương. Đây cũng là một minh chứng cho sự đùm bọc, chở che, giúp đỡ của đồng bào nơi đây với cách mạng. Bố tôi là còn trẻ, có mười mấy tuổi thôi, nhưng mà lúc bác về hoạt động ấy thì là bố với ông bà là còn nhường nhà,
để nhường nhà cho bác để hoạt động. Ông với bố tôi là có để đi vào lán địa coi bia di tích như này. Thôn xóm và trong kể cả gia đình cũng là rất là tự hào. Thôn Tấu Lìn là thôn xa nhất của xã Hùng Lợi. Nơi đây vào tháng 12 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc. Theo tài liệu của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, trong thời gian ở đây, bác đã ký sắc lệnh khen thưởng trả lời phỏng vấn các nhà báo Việt Nam và nước ngoài, viết thư gửi Chính phủ Cao Miên Giải phóng, viết thư gửi Giám mục Lê Hữu Tử nhân dịp lễ Thiên Chúa Giáng sinh. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm một năm ngày toàn quốc kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi và gửi tới đồng bào, chiến sĩ cả nước. Là một người con đã sống trên mảnh đất Bác Hồ đã từng đến thì chúng tôi ở đây rất là tự hào và vinh dự. Chúng tôi sẽ phấn đấu để kinh tế phát triển cho tốt hơn. Hùng Lợi cũng là một cái địa danh mà có hai khu di tích lịch sử Bác Hồ đã ở và làm việc. Thì trên cơ sở tinh thần đó để phát huy cái tinh thần cái truyền thống cách mạng. Thì đối với Đảng ủy và chính quyền địa phương xã thì cũng tuyên truyền cho bà con nhân dân. Trước hết là tôn vinh cái di tích lịch sử đó và đồng thời cũng là thúc đẩy cái phát triển kinh tế để làm sao xứng đáng với quê hương cách mạng. Hùng Lợi, một trong những xã ATK của tỉnh Tuyên Quang, nay đổi thay rất nhiều. Câu chuyện về thời gian bác sống, làm việc và gần gũi với bà con địa phương đã được kể lại qua nhiều thế hệ. Đây chính là niềm tự hào của người dân Hùng Lợi trong mỗi câu chuyện kể về bác. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, cán bộ và nhân dân trong xã đã đồng thuận, đoàn kết một lòng, vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Lễ hội Kinh khí cầu quốc tế lần thứ nhất năm 2022 tại Tuyên Quang diễn ra trong 5 ngày tại thành phố Tuyên Quang, quảng trường Tân Trào, huyện Sơn Dương và sân vận động Nà Tông, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, gắn với các hoạt động du lịch của tỉnh. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội đã cơ bản hoàn tất. Đây là công đoạn lắp ráp và kiểm tra cuối cùng của ông Chris Moon, phi công người Anh, thực hiện để chuẩn bị cho lễ hội Kinh khí cầu quốc tế lần thứ nhất năm 2022 tại Tuyên Quang. Với ông Chris Moon, sự kiện này không chỉ giúp ông được giao lưu học hỏi và quảng bá hình ảnh đất nước, con người với bạn bè thế giới. Chúng tôi đã sẵn sàng chuẩn bị cho lễ hội ngày mai. Chúng tôi cảm thấy rất là vui cũng như là mong chờ cái lễ hội này nó diễn ra và chúng tôi cũng hy vọng rằng là mọi người sẽ chào đón chúng tôi và chúng tôi cũng sẽ có thể trình diễn được cái Kinh khí cầu này trước đến với nhiều người. Lễ hội Kinh khí cầu quốc tế lần thứ nhất năm 2022 là một trong những sự kiện du lịch mới hấp dẫn được mong đợi, mở đầu cho các hoạt động trong chuỗi các sự kiện năm du lịch Tuyên Quang. Và đây cũng là lễ hội Kinh khí cầu lớn nhất Việt Nam. Lễ hội sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 với sự tham gia của hơn 20 kinh khí cầu từ khắp các quốc gia trên thế giới như Anh, Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan, Tây Ban Nha, Hà Lan, Việt Nam. Chúng tôi đã chuẩn bị tất cả những cái điều kiện tốt nhất để kinh khí cầu này có thể bay ở và công tác chuẩn bị của chúng tôi là cho các toàn bộ phi hành đoàn sẽ hướng dẫn cho mọi người từng bước một để là kinh khí cầu đấy của mình là có thể là bay trong cái điều kiện thời tiết không được tốt lắm. Hiện nay thì chúng tôi cũng đã đón hơn 30 các cái chuyên gia để khảo sát, lên sơ đồ, tính toán địa điểm và họp kỹ thuật để tổ chức hoạt động bay kinh khí cầu đảm bảo an toàn, hiệu quả và thực sự đáp ứng được cái nhu cầu của du khách. Với trải nghiệm dịch vụ bay treo, bay tự do trên kinh khí cầu dưới sự điều khiển của những phi công quốc tế, du khách sẽ được hòa mình vào không gian thiên nhiên hùng vĩ của Tuyên Quang, được trải nghiệm chiêm ngưỡng từ trên cao những vẻ đẹp danh lam thắng cảnh của Tuyên Quang qua những màn bay biểu diễn kinh khí cầu đặc sắc, thưởng thức lễ hội trình diễn ánh sáng kết hợp với âm nhạc sôi động. Nhằm tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch, đặc biệt là hưởng ứng năm du lịch tỉnh Tuyên Quang và lễ hội Kinh khí cầu quốc tế lần thứ nhất năm 2022 tại Tuyên Quang, Ban quản lý các khu du lịch tỉnh đã xây dựng tổ chức các tour tuyến du lịch tham quan với nhiều trải nghiệm thú vị, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước tham gia. Trên 30 khách quốc tế đến từ 20 quốc gia trên thế giới được Ban quản lý các khu du lịch tỉnh tổ chức tham gia tour du lịch trải nghiệm tại thành phố Tuyên Quang và khu du lịch Tân Trào. Tại mỗi địa điểm, các du khách được tham quan trải nghiệm những sản phẩm du lịch mang những nét đặc trưng và độc đáo riêng theo vùng miền.
đầu tiên lên Tuyên Quang, thấy con người Tuyên Quang đón tiếp rất là cởi mở, nồng hậu và cũng đón tiếp, chuẩn bị các chuyến đi thăm rất là chu đáo, nhiệt tình. Và cũng rất là yêu mến Tuyên Quang cũng như là Việt Nam. Nằm trong các hoạt động truyền thông quảng bá tiềm năng du lịch, hưởng ứng năm du lịch tỉnh Tuyên Quang và lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ nhất năm 2022 tại Tuyên Quang, Ban quản lý các khu du lịch tỉnh đã xây dựng trên 30 tour du lịch trải nghiệm tại khu du lịch Tân Trào, khu du lịch Suối Khoáng Mỹ Lâm, khu du lịch sinh thái Na Hang Lâm Bình để du khách dễ dàng lựa chọn. Đối với lại các cái khu du lịch thì chúng tôi đã chuẩn bị các cái tour tuyến cũng như là các cái điều kiện về cơ sở vật chất và hướng dẫn viên giúp cho du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là du khách quốc tế cũng biết nhiều đến Tuyên Quang cũng như là các cái sản phẩm du lịch. Tuyên Quang bây giờ đã sẵn sàng tất cả các cái khu du lịch cũng như là các huyện thành phố sẽ có rất nhiều hoạt động để chào đón du khách. Tuyên Quang trong những ngày này đang là điểm đến lý tưởng dành cho du khách với rất nhiều hoạt động nổi bật đã và đang được diễn ra. Với các tour tuyến du lịch mới lạ, độc đáo được chuẩn bị chu đáo sẽ góp phần thúc đẩy ngành du lịch trong tỉnh ngày càng phát triển và hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách. Chuẩn bị cho lễ khai mạc năm du lịch tỉnh Tuyên Quang, lễ hội khinh khí cầu quốc tế tại huyện Lâm Bình và tuần văn hóa du lịch huyện Lâm Bình năm 2022. Những ngày này, huyện Lâm Bình đang tập trung chuẩn bị các điều kiện cho sự kiện quan trọng này. Homestay Anh Thế, tổ dân phố Nậm Đíp, thị trấn Lăng Can đã có gần 100 lượt khách đặt phòng trong dịp diễn ra chương trình khai mạc năm du lịch tỉnh Tuyên Quang, lễ hội khinh khí cầu và tuần văn hóa du lịch huyện Lâm Bình năm 2022. Để đáp ứng nhu cầu tham quan trải nghiệm, tạo ấn tượng cho du khách, homestay này đã chủ động chỉnh trang nhà cửa, chuẩn bị những món ăn mang hương vị đặc trưng của địa phương để phục vụ du khách. Nhà tôi đang chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, trồng nhiều hoa hơn để khách có thể đến chụp ảnh và khách sẽ nhớ đến Lâm Bình nhiều hơn. Trong khuôn khổ tuần văn hóa du lịch huyện Lâm Bình sẽ diễn ra rất nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian truyền thống của các dân tộc, các địa điểm du lịch đẹp, các điểm check-in trên địa bàn huyện. Để đáp ứng nhu cầu tham quan trải nghiệm, tạo ấn tượng cho du khách, thị trấn Lăng Can đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, các tổ dân phố tuyên truyền, vận động nhân dân chỉnh trang khuôn viên nhà ở, tạo môi trường xanh sạch đẹp. Đến thời điểm này, thị trấn Lăng Can đã cơ bản hoàn thành công tác đón tiếp và phục vụ du khách trong dịp tuần văn hóa du lịch. Thì người dân cũng đã chủ động phối hợp với lại chính quyền địa phương để tạo ra các cái điểm nhấn đối với lại tại cái du lịch ở thị trấn Lăng Can. Về cơ bản thì đến giờ phút này thì chúng tôi cũng đã sẵn sàng để thực hiện cho cái việc là đón các cái đoàn khách du lịch đến với Lâm Bình. Với sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền các cấp, các cơ quan chuyên môn cùng sự tham gia nhiệt tình của người dân, tin rằng chương trình năm du lịch tỉnh Tuyên Quang, lễ hội khinh khí cầu quốc tế và tuần văn hóa du lịch tại huyện Lâm Bình sẽ tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, góp phần thực hiện có hiệu quả các phong trào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Du lịch sinh thái Hồ Na Hang, điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước. Thực hiện đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, góp phần thực hiện có hiệu quả các phong trào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ghi nhận tại phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang. Lao động, làm cỏ, chăm sóc tuyến đường hoa. Đây là việc làm thiết thực của cán bộ hội viên phụ nữ phường Hưng Thành nhằm cụ thể hóa đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả của vận động xây dựng gia đình 505 sạch, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Chi hội phụ nữ tổ 10 chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động tổ chức các hoạt động tại tổ, dân phố, vệ sinh đường làng ngõ xóm, xây dựng nhân rộng các tuyến đường hoa tại tổ, nâng cao ý thức của các cán bộ hội viên và nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, tạo môi trường cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp. Thực hiện đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp hội phụ nữ phường Hưng Thành đã nâng cao chất lượng các phong trào, các cuộc vận động do tổ chức hội phát động. Với trên 1.000 hội viên ở 10 chi hội,
Các chị thường xuyên quan tâm, gần gũi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của chị em để có các giải pháp hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế. Tạo điều kiện giúp chị em trao đổi kinh nghiệm hay, cách làm mới trong phát triển kinh tế gia đình và các phong trào ở địa phương. Thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và Quỹ hỗ trợ Phụ nữ phát triển tỉnh, Hội Phụ nữ phường đã tín chấp cho chị em vay gần 4 tỷ đồng để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Từ đó ngày càng thu hút đông đảo chị em tham gia vào tổ chức hội. Thực hiện đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội, thì đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hưng Thành thì đã cụ thể hóa cái nội dung và tổ chức thực hiện có hiệu quả bằng các hoạt động thiết thực như là hướng về cơ sở và chăm lo cái quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân. Trong thời gian tới, Hội Phụ nữ phường Hưng Thành sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động cụ thể thiết thực, phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên hướng về cơ sở, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thay bằng thả rông gia súc, những năm gần đây người dân tại huyện vùng cao Na Hang đã và đang thực hiện chuyển đổi sang mô hình nuôi trâu nhốt chuồng vỗ béo, hạn chế được dịch bệnh, tiết kiệm được sức lao động và đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững cho người dân địa phương. Đầu năm 2018, nhận thấy việc chăn thả đàn trâu tự nhiên không đem lại hiệu quả kinh tế, gia đình chị Triệu Ngọc Lan, xã Năng Khả đã quyết định chuyển sang nuôi nhốt chuồng vỗ béo. Thức ăn nuôi trâu vỗ béo chủ yếu là cỏ voi và bổ sung tinh bột như ngô, khoai, sắn. Gia đình chị Lan cũng đã trồng hơn 4.000 m2 cỏ voi để đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn trâu của gia đình. Mỗi lứa chăn nuôi khoảng từ 3 đến 4 tháng. Trừ chi phí, gia đình chị được lãi 5 triệu đồng trên con. Cái mô hình chăn nuôi vỗ béo này là nó có hiệu quả, là nó sẽ tốn ít thời gian cho những người chăn nuôi hơn. Mình mua về thì chỉ có vỗ từ 2 tháng đến 3 tháng thôi là mình có thể suốt được rồi, thu nhập về nhanh hơn cho người dân. Nhận thấy nuôi trâu vỗ béo mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Đăng Khả đã phối hợp với Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ Cao Tiến Thành, cung ứng đầu vào và bao tiêu toàn bộ sản phẩm trâu nuôi vỗ béo cho người dân. Đến nay, xã Đăng Khả có gần 40 hộ gia đình đầu tư nuôi trâu theo hình thức nhốt chuồng vỗ béo với tổng đàn khoảng hơn 200 con. Việc người dân mạnh dạn chuyển đổi thói quen thả rông trâu bò sang nuôi nhốt chuồng vỗ béo đã đem lại hiệu quả kinh tế gấp nhiều lần so với phương pháp chăn nuôi truyền thống, góp phần nâng cao đời sống. Đối với địa bàn xã Đăng Khả lúc đầu thì còn ít hộ thực hiện. Thế tuy nhiên là thấy được cái hiệu quả kinh tế mà từ cái mô hình nuôi trâu vỗ béo này thì hiện nay thì các cái mô hình đã được mở rộng thêm. Thì tới đây là ngành văn hóa xã sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền triển khai các cái nguồn vốn để phát triển mô hình để làm sao là có hiệu quả. Mô hình nuôi trâu bò vỗ béo nhốt chuồng sẽ là hướng đi thiết thực phù hợp với điều kiện chăn nuôi hiện nay. Huyện Na Hang đang tích cực tuyên truyền vận động người dân đẩy mạnh đầu tư, thúc đẩy phát triển chăn nuôi ổn định theo hướng sản xuất hàng hóa. Nhằm gia tăng tiện ích, giảm thời gian di chuyển cho khách hàng, tránh tiếp xúc gần trong thời gian dịch COVID-19, Điện lực Yên Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng các kênh thanh toán tiền điện online và qua các tổ chức trung gian thu tiền điện. Các cán bộ Điện lực Yên Sơn xuống tận các gia đình tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng các ví điện tử như Momo, ZaloPay, VNPay, thanh toán chức nợ tự động tài khoản, Internet Banking, Mobile Banking, ủy nhiệm cho ngân hàng thanh toán, giúp khách hàng có thể thanh toán thuận lợi, đơn giản, mọi lúc mọi nơi. Thực hiện số hóa các dịch vụ điện sẽ hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp của người dân với cán bộ công nhân viên ngành điện, góp phần quan trọng vào công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Là được các nhân viên của Điện lực Yên Sơn có tư vấn và theo phương thức là thanh toán tiền điện qua Internet thì tôi thấy là rất là tiết kiệm về thời gian, để giảm thiểu được cái tình trạng là đi lại. Nên là tôi thấy rằng cái phương thức này rất là hiệu quả. Tiện ích của dịch vụ thanh toán tiền điện online là chủ động thanh toán ở bất kỳ nơi đâu mà vẫn bảo đảm đúng quy định. Điện lực Yên Sơn đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới khách hàng về các nội dung liên quan đến loại hình dịch vụ này, giúp khách hàng sử dụng lựa chọn kênh thanh toán phù hợp. Đồng thời hàng tháng cung cấp cho khách hàng các thông tin trung thực, chính xác về mã khách hàng sử dụng điện, số tiền phải thanh toán bảo đảm hoạt động giao dịch an toàn, tiếp nhận và giải quyết kịp thời những khiếu nại, thắc mắc của khách hàng liên quan đến dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền điện online. Hiện nay, trên địa bàn huyện Yên Sơn có trên 51.700 khách hàng sử dụng điện. Số hóa đơn thanh toán không dùng tiền mặt chiếm trên 58% trên tổng số hóa đơn của đơn vị. Điện lực Yên Sơn đã thực hiện công tác tuyên truyền đến toàn bộ, toàn thể khách hàng sử dụng điện trên địa bàn toàn huyện để thực hiện việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.
qua nhiều hình thức. Thì trong năm 2021, thì điện lực tỷ lệ thu tiền điện không dùng tiền mặt của điện lực đã đạt cái chỉ tiêu của công ty điện lực Tuyên Quang giao. Năm 2022, điện lực Yên Sơn phần đầu phát triển trên 65% số khách hàng thanh toán tiền điện online. Điều này không những mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng, bảo đảm an toàn khi giao dịch, giảm nhân lực trực tiếp thu tiền, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc khách hàng và tiến tới thực hiện lộ trình không sử dụng tiền mặt trong thanh toán. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của các loại hình du lịch trên địa bàn, du lịch sinh thái vùng lòng hồ Na Hang đã trở thành điểm đến hấp dẫn, để lại trong lòng du khách nhiều ấn tượng tốt đẹp. Trong chuyến đi khảo sát và thực hiện chương trình xây dựng tour tuyến quảng bá hình ảnh du lịch tại khu du lịch sinh thái Na Hang Lâm Bình, biên tập viên Phạm Thị Hiếu Nhi cùng ekip kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh không khỏi bất ngờ trước vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên, mây trời hùng vĩ của vùng lòng hồ Na Hang, nơi được mệnh danh là Vịnh Hạ Long trên cạn. Được đi trải nghiệm trên cái du thuyền thì mình càng cảm thấy thú vị hơn, bởi vì được ngắm những cái cảnh quan, những cái đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây. Khu du lịch sinh thái Na Hang Lâm Bình được đánh giá là một trong những điểm du lịch sinh thái tiềm năng và là thế mạnh của tỉnh Tuyên Quang. Nơi đây được thiên nhiên ban tặng phong cảnh sơn thủy hữu tình với hệ sinh thái đa dạng, phong phú, nhiều loài động thực vật quý hiếm. Dưới những dãy núi đá vôi hùng vĩ là lòng hồ Na Hang với 8.000 ha diện tích mặt nước. Đây là nơi hội tụ của sông Năng và sông Gâm bao quanh bởi 99 ngọn núi nhấp nhô trùng điệp. Tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ, tỏa sức cho những du khách muốn khám phá, trải nghiệm. Thực sự lần đầu tiên đến nhưng mà mình thấy ở đây là vùng đất rất là tiềm năng. Từ cái thắng cảnh Cọc Pài rồi những cái thành khác du thuyền trên lòng hồ, một cảm giác rất là dễ chịu. Sau cái chuyến đi này thì chắc chắn bọn mình sẽ mở những cái sản phẩm tour đến đây. Có 3 cái lợi thế. Lợi thế thứ nhất là về địa lý. Na Hang thì không cách quá xa thủ đô Hà Nội, khoảng hơn 200 cây số và giao thông rất là thuận tiện. Thứ hai nữa là đây là điểm mà có thể là kết nối giữa các cái tỉnh Đông Tây Bắc. Thứ ba, đây là cái khu du lịch mà có cái hệ sinh thái rất là tốt. Thì tôi cho rằng Na Hang chính là một cái điểm mà hội tụ rất nhiều các cái yếu tố để thu hút khách du lịch quốc tế và nội địa. Những tiềm năng, thế mạnh về cảnh sắc thiên nhiên, con người, truyền thống văn hóa đa dạng, phong phú sẽ là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế xã hội của hai huyện Na Hang và Lâm Bình. Được ví như Sapa của Tuyên Quang, xã Hồng Thái có khí hậu trong lành mát mẻ, cảnh sắc thiên nhiên phong phú và đặc biệt là bản sắc văn hóa của người Giao Tiền luôn được gìn giữ và phát huy. Đây chính là lợi thế để Hồng Thái phát triển du lịch cộng đồng gắn với du lịch sinh thái, đưa Hồng Thái trở thành điểm đến thân thiện, an toàn với du khách. Những thửa ruộng bậc thang trải dài, những vườn hoa lê trắng xóa, những vạt cải nương nở hoa vàng hút tầm mắt, những cô gái trong bộ váy Giao Tiền xuống tính. Đó chính là quang cảnh của Hồng Thái, một xã vùng cao đang khởi sắc, phục hồi, thích ứng an toàn sau đại dịch. Trong 3 năm vừa qua, khi dịch Covid-19 bùng phát, như các khu du lịch khác, xã Hồng Thái cũng trải qua giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, đó lại cũng là quãng thời gian để du lịch Hồng Thái có những sự đổi thay, chuyển mình khi dịch đã từng bước được khống chế. Các hoạt động thúc đẩy du lịch như lễ hội Hoa Lê, lễ hội khinh khí cầu quốc tế, các hoạt động du lịch trải nghiệm về nguồn, trải nghiệm nông nghiệp, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng đã thu hút rất nhiều khách du lịch đến tham quan, thưởng lãm. Tôi hy vọng là có dịp tôi lại quay trở lại đây, Hồng Thái, đi cùng với những người thân trong gia đình đến Hồng Thái để chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của Hồng Thái nơi đây. Theo thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, trên địa bàn huyện Na Hang hiện có 12 hộ làm dịch vụ du lịch homestay. Các cơ sở homestay đảm bảo điều kiện về chỗ ở, an toàn vệ sinh thực phẩm và các thành viên trong gia đình phải được tập huấn nghiệp vụ du lịch, có thái độ phục vụ tận tình, hiểu biết về văn hóa, địa điểm du lịch ở địa phương để sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ du khách. Huyện Na Hang đã ban hành cái đề án xây dựng làng văn hóa du lịch thông minh thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái, tập trung nguồn lực để phát triển xã Hồng Thái trở thành cái điểm nhấn về du lịch nghỉ dưỡng homestay, du lịch sức khỏe, du lịch cộng đồng trải nghiệm. Lễ hội Hoa Lê khai mạc đầu tháng 3 vừa qua đã thu hút hơn 4.000 lượt khách đến tham quan tại xã Hồng Thái. Đây là một tín hiệu vui, báo hiệu du lịch Hồng Thái sẽ có một năm khởi sắc, phục hồi thích ứng an toàn sau đại dịch.
Tin trong nước, sáng nay Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã công bố báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh. Hai chủ đề của báo cáo năm nay là chất lượng của thông tư, công văn và không gian thử nghiệm pháp lý sandbox. Báo cáo cho thấy vẫn có hiện tượng quy định tại thông tư không thống nhất với các văn bản cấp trên. Thông tư có các quy định thiếu minh bạch, chưa hợp lý, cản trở một cách bất hợp lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các chuyên gia nhận định, những thông tư kém chất lượng đã làm giảm tính hiệu quả trong các chiến dịch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh mà chính phủ kiên trì thực hiện thời gian qua. Do đó cần có chế tài cụ thể cho những văn bản kém chất lượng gây ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp. Cần gắn trách nhiệm cá nhân với những thông tư có vấn đề gây thiệt hại cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Cùng với đó, đơn vị soạn thảo cần tăng cường cơ chế tham vấn thực tế để doanh nghiệp có thể tham gia và có tiếng nói thực chất hơn, có cơ chế giám sát việc ban hành thông tư, đánh giá tác động chính sách từ thông tư, thu thập kịp thời thông tin về vướng mắc thực thi. Tin quốc tế, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua đã kêu gọi ngừng bắn nhân đạo tại Ukraine. Phát biểu trước báo giới tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Guterres cho biết Liên Hợp Quốc đang làm việc với các bên liên quan nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn vì mục đích nhân đạo tại Ukraine. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc nhấn mạnh các bên liên quan cần phải tìm ra giải pháp chính trị, không thể để tình trạng như hiện nay tiếp diễn. Ông Guterres cũng bày tỏ hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ giúp hỗ trợ nhiều nơi trên thế giới giải quyết những hậu quả do cuộc xung đột ở Ukraine gây ra, nhưng ngăn ngừa nạn đói xảy ra ở nhiều nước đang phát triển, những nước mà còn chưa kịp phục hồi sau đại dịch COVID-19 đã phải đối mặt với giá cả thực phẩm và năng lượng lên tới mức kỷ lục. Liên minh châu EU tuyên bố sẽ ngừng phụ thuộc nguồn nguyên liệu nhập khẩu của Nga từ năm 2027. Phát biểu trong cuộc họp báo tại Brussels, phát ngôn viên EU phụ trách năng lượng Tim McPhee cho biết khối sẽ chấm dứt hoàn toàn sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch của Nga vào năm 2027. Ông McPhee cũng cho biết rằng EU đã ước tính có thể giảm 2/3 sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga trong năm nay và kế hoạch chi tiết sẽ được công bố vào cuối tháng 5. EU hiện nhập khẩu 40% nhu cầu khí đốt từ Nga. Trước đó, Ủy ban châu Âu EC đã công bố kế hoạch cắt giảm 2/3 sự phụ thuộc của khối vào khí đốt của Nga trong năm nay và chấm dứt hoàn toàn sự phụ thuộc này vào trước năm 2030. Trước thời điểm Ủy ban châu Âu công bố kế hoạch này, Thủ tướng Đức và Thủ tướng Hà Lan còn cho rằng châu Âu chưa thể dừng phụ thuộc khí đốt vào Nga trong ngắn hạn. Bởi vậy, việc các nước châu Âu có thể sớm hiện thực hóa kế hoạch trên vẫn là bài toán chưa lời giải. Bộ trưởng Năng lượng Đức ngày hôm qua cho biết nhóm G7 nhất trí từ chối yêu cầu thanh toán tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng rút. Phát biểu tại buổi họp báo, Bộ trưởng Năng lượng Đức nhấn mạnh đây là hành động một phía và vi phạm các hợp đồng hiện có. Các nước G7 đã kêu gọi các công ty bị ảnh hưởng không thực hiện yêu cầu của Nga. Trước đó, Tổng thống Putin đã ủy quyền cho các quan chức chính phủ, Ngân hàng Trung ương Nga và Ngân hàng Gazprombank thực hiện các bước cần thiết để chuyển tất cả các khoản thanh toán khí đốt tự nhiên của Nga từ các quốc gia không thân thiện sang đồng rúp bắt đầu từ ngày 31 tháng 3. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng nhấn mạnh, Nga sẽ không cung cấp khí đốt miễn phí cho châu Âu và sẽ không nhân nhượng nếu châu Âu từ chối thanh toán bằng đồng nội tệ của Nga. Ủy ban châu Âu đã kêu gọi các nước thành viên EU lập tức chấm dứt chương trình hộ chiếu vàng cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài. Hiện còn 3 nước đang áp dụng chương trình này là Malta, Cộng hòa Síp và Bulgaria. Tuy nhiên, cả 3 nước đều đã cam kết chấm dứt chương trình trên. Theo Nghị viện châu Âu, việc chấm dứt chương trình hộ chiếu vàng có thể gây ra tác động kinh tế đáng kể với một số quốc gia. Từ năm 2011 đến 2019, chương trình này mang lại tổng số hơn 21 tỷ đô la Mỹ đầu tư cho các quốc gia thành viên EU. Tuy nhiên, chương trình gần như không được kiểm soát trong khối, dẫn đến các hệ lụy về an ninh. Cùng với chương trình trên, Ủy ban châu Âu cũng kêu gọi các nước ngừng cấp thị thực cho công dân Nga và Belarus. Mùa hoa anh đào tại Nhật Bản đã vào những ngày nở rộ đẹp nhất. Hàng nghìn người đã đổ về Tokyo để thưởng thức mùa đẹp nhất trong năm này sau khi chính quyền thành phố Tokyo dỡ lệnh hạn chế COVID-19. Người dân đeo khẩu trang đi dạo xung quanh cung điện hoàng gia ở trung tâm Tokyo, chụp ảnh lưu niệm bên những gốc đào đang nở rộ. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, hoa anh đào ở Tokyo năm nay nở vào 27 tháng 3, sớm hơn 4 ngày so với thường niên. Đi dã ngoại, ca hát, uống rượu và ngắm hoa anh đào nở trong công viên mỗi mùa xuân về là truyền thống lâu đời ở Tokyo. Lệnh hạn chế COVID-19 áp đặt lên Tokyo và 17 tỉnh khác đã được dỡ bỏ tuần trước. Tuy nhiên, chính quyền thủ đô kêu gọi người dân hạn chế ăn uống ngoài trời để tránh lây lan dịch bệnh. Ngay sau đây, chúng tôi xin được cập nhật số liệu tiêm vaccine COVID-19 đến hết ngày hôm nay 29 tháng 3.
Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày hôm nay 29 tháng 3 tại 3 điểm tiêm của huyện Na Hàng, Yên Sơn và Sơn Dương đã tiêm trên 8.000 mũi vaccine phòng COVID-19 cho người trên 18 tuổi và cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Trong đó, Sơn Dương là địa phương có số mũi tiêm nhiều nhất với gần 5.500 mũi. Cụ thể, tổng số mũi tiêm trong ngày đối với người trên 18 tuổi đã tiêm 71 mũi 1, 203 mũi 2 và trên 7.600 mũi 3. Đối với trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm 52 mũi 1 và 74 mũi 2. Đến hết ngày hôm nay 29 tháng 3, tỷ lệ tiêm mũi 3 toàn tỉnh đạt 74,7%. Thành phố Tuyên Quang có tỷ lệ tiêm cao nhất trên 83,5%. Hai huyện Yên Sơn 77%, Hàm Yên 75,1%, tiếp đến là Chiêm Hóa 71,7%, Na Hàng và Sơn Dương cùng đạt 69,6% và Lâm Bình là 68%. Tỷ lệ người đủ từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành tiêm mũi 1 đạt 100%. Tỷ lệ tiêm mũi 2 là 99%, đối với trẻ từ 12 đến 17 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 99,7% và mũi 2 đạt gần 97%. Và những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Ngay sau đây sẽ là thông tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự tiếp theo.